Hải Yến mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình du lịch cuối tuần do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 đã đi qua và chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của năm mới 2019. Xin chúc cho quý khán giả sẽ có một năm mới nhiều sức khỏe, công việc thuận buồm xuôi gió và những hành trình khám phá sẽ dài hơn với thật nhiều ý nghĩa. Mở đầu chương trình kỳ này, mời quý vị điểm qua một số thông tin du lịch mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm 2018, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 6,5 triệu lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế đạt 485.000 lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Khách nội địa đạt 6 triệu lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Khách qua lưu trú đạt 4,4 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Được biết, năm 2018, lượng khách quốc tế đến Đà Lạt Lâm Đồng tăng cao 21,3% là do ngay từ đầu năm, Việt Nam đã tích cực tham dự, tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, chương trình phát động thị trường, hội thảo giới thiệu du lịch, hội chợ triển lãm du lịch tại Hungary, Áo, Thụy Sĩ, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Đài Loan. Và việc Việt Nam được trao giải thưởng điểm đến du lịch hàng đầu châu Á trong lễ trao giải thưởng du lịch thế giới 2018 khu vực châu Á và châu Úc diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc cũng tạo sức hút đối với du khách nước ngoài đến Việt Nam. Trong đó, Đà Lạt là một trong những điểm được ưa thích. Mục tiêu trong năm 2019, ngành du lịch Lâm Đồng đặt ra đón hơn 7,15 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa 6,61 triệu lượt, khách quốc tế 533,5 ngàn lượt, khách qua lưu trú đạt 4,85 triệu lượt và số ngày lưu trú bình quân 2,2 ngày. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 1771/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Đăng Kia Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2030, khu du lịch Đăng Kia Suối Vàng trở thành khu du lịch quốc gia, là một trung tâm du lịch của vùng Tây Nguyên và cả nước, với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hình thành được thương hiệu và sản phẩm du lịch đặc trưng, có đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trở thành điểm đến quan trọng trên hành trình tham quan du lịch vùng Tây Nguyên. Theo đó, khu du lịch Đăng Kia Suối Vàng là vùng hồ lớn thuộc địa phận huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Khu vực này có diện tích khoảng 4.000 hectare, nằm giáp với khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang. Cùng với hồ Tuyền Lâm, hồ Đăng Kia Suối Vàng đóng vai trò quan trọng trong điều tiết nước, điều hòa khí hậu cho khu vực. Theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, khu vực hồ Đăng Kia Suối Vàng bị tác động chính trong khoảng 760 hectare để thực hiện việc hình thành các phân khu chức năng. Mục tiêu cụ thể về khách du lịch đến năm 2025 đón khoảng 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 56.000 lượt. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 100.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt trên 1.200 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 3.500 tỷ đồng. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc triển lãm kỷ vật văn hóa người Đà Lạt. Trong không gian tòa biệt thự cổ, trước đây là dinh tỉnh trưởng, hơn 1.000 hiện vật, từ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đến các phương tiện sản xuất, được bố trí theo 6 chủ đề chính, gồm nguyên quán, âm trầm, ngược sáng, khoảng lặng, thời ấy và tìm lại. Các chủ đề được sâu chuỗi theo một câu chuyện nhằm tái hiện lại đời sống văn hóa xã hội của người dân Đà Lạt thời khai hoang, lập ấp. Điều đặc biệt, phần lớn các hiện vật, kỷ vật là do người dân Đà Lạt hiến tặng. Được biết, triển lãm được mở cửa cho du khách và người dân đến tham quan miễn phí trong dịp chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, suốt bốn mùa trong năm, thành phố Đà Lạt luôn có hoa nở.
bạn có thể bắt gặp hoa ở bất cứ nơi nào, ở trung tâm thành phố hay đến ngoại ô. Nhưng những ngày đầu năm mới 2019, mời quý khán giả cùng ngắm nhìn những sắc hoa rực rỡ của thành phố hoa Đà Lạt. Đà Lạt ngàn sắc hoa, nhưng có một loài hoa mỗi năm xuân đến rộn ràng khoe sắc, đón chào người gần người xa. Không biết từ tháng năm nào, hoa đào dư thực đến thảo nguyên Lâm Viên, nhưng qua tầm vóc, những cành, những cội, dáng vẻ đủ làm nhân chứng thời gian cho loài hoa này tại mảnh đất ngàn hoa. Đà Lạt không chỉ hôm qua, hôm nay mà cả tương lai sẽ được phản ánh trên các lối thị qua sắc màu đặc trưng. Nếu đất nước có quốc hoa hình hài đóa sen vươn lên từ bùn lầy, thì Đà Lạt kỳ vọng hoa đào là hình hài nồng ấm, không chỉ ở trên cây, góc phố, đường đi, ven hồ, mà ngay ở trong tâm hồn người Đà Lạt. Hoa ban trắng là loài cây đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, nhưng lại khiến bao người Đà Lạt phải xao xuyến tâm hồn. Hoa ban trắng mỏng manh, tinh khôi, bùng nở trên nền trời xanh, khiến khung cảnh Đà Lạt thêm lãng mạn. Thật ra thì qua mỗi một cái mùa hoa của Đà Lạt đều mang lại những cái cảm xúc cho người Đà Lạt nói riêng và du khách các nơi nói chung. Và kết thúc cái mùa hoa Cúc Quỳ vừa rồi thì là có cái mùa hoa Cỏ Hồng. Và hiện tại thì Đà Lạt đang được nhuộm trắng bởi một cái màu sắc của hoa ban. Và cái cảnh vật của hoa ban, cảnh vật của thành phố Đà Lạt mà khi mà hoa ban nở trắng đó, và vào đúng cái dịp mùa đông nữa, thì tạo cho cảm giác cho mọi người giống như là những cái cơn gió tuyết đang thổi ngang qua thành phố Đà Lạt, làm cho cái thành phố Đà Lạt thêm lung linh hơn và quyến rũ hơn. Mimosa, loài hoa vàng ống, bông nhỏ tròn xoe khá lạ, đem lại nét đặc trưng cho Đà Lạt vào tháng 3 và tháng 4. Loài hoa này mọc chủ yếu trên đường đèo Mimosa và khu vực thung lũng vàng. Trước những căn biệt thự của xứ hoa rất cổ kính, những cánh hoa mimosa cũng làm tăng thêm vẻ kiêu sa cho khung cảnh. Phượng tím có lẽ là loài hoa đặc hữu của Đà Lạt mỗi độ tháng 3, tháng 4 về. Hoa phượng nở thành từng chùm, không chỉ che bóng mát mà còn làm đẹp cho những con đường uốn lượn. Khi đến mùa hoa phượng tím Đà Lạt nở rộ, các con đường được nhuộm tím đầy lãng mạn và sắc tím đó đã tạo nên sự khác biệt cho thành phố này. Chẳng thể kể tên đầy đủ các loài hoa hiện diện ở xứ sương mù, nhưng có ở lại phố núi này một tuần lễ, có lẽ vẫn không đủ để chiêm ngưỡng hết một phần sắc hoa của Đà Lạt. Ngoài những loài hoa đã gắn bó với vùng đất này, thì chính những người nông dân Đà Lạt cũng đã rất tài ba khi mang về những giống hoa mới và tạo thành điểm du lịch dành cho du khách. Đúng với tên gọi thành phố ngàn hoa, Đà Lạt sở hữu những vườn hoa đẹp lung linh, khiến bao người ngỡ mình đang ở trong chốn cổ tích nào đó. Sắc hoa Đà Lạt là vậy, và chắc hẳn sự lung linh rực rỡ của hoa Đà Lạt cũng sẽ truyền thêm cảm hứng cho du khách khi đến với Đà Lạt. Hãy đến Đà Lạt để sống, để yêu và cảm nhận cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, hoa Đà Lạt bao giờ cũng đầy hấp dẫn phải không ạ? Và hành trình tạo nên những sản phẩm hoa mang thương hiệu Đà Lạt cũng thú vị không kém.
Vừa rồi, cô và trò trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Đà Lạt cũng đã có dịp ghé tham quan và tìm hiểu tại nông trại hoa cúc của gia đình anh Nguyễn Văn Thừ, phường 8, thành phố Đà Lạt. Sau đó là trải nghiệm và thử tay trồng hoa. Một ngày của gia đình anh Nguyễn Văn Thừa ở đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt bỗng tất bật hơn mọi ngày. Vẫn là mảnh vườn trồng cúc truyền thống của gia đình, nhưng hôm nay vợ chồng anh phải dậy thật sớm hoàn tất các công việc để chuẩn bị chào đón các em nhỏ là học sinh của trường tiểu học Nguyễn Trãi đến tham quan. Hơn 9 giờ sáng, những bông hoa nhí, những mầm non tương lai của đất nước đã có mặt tại trang trại. Thay vì học trên sách vở, các em hôm nay được đến tận trang trại tham quan và tìm hiểu về quy trình trồng, chăm sóc hoa ngay tại thành phố hoa xinh đẹp Đà Lạt. Chẳng phải dễ dàng để nuôi dưỡng từ những cây giống cho đến khi trưởng thành, cho ra hoa mà lại là những đoá hoa đẹp, mang lại thu nhập cao. Và trải nghiệm mà các thầy cô dành cho các em là vô cùng quý giá. Trong không khí thoải mái, cô và trò cùng các anh chị hướng dẫn được trao đổi và gần gũi với các bác nông dân, và sau đó là cùng thi tài trồng cây. Những cây bó xôi con được bàn tay của chính các em học sinh gieo trồng. Theo hướng dẫn, những cây con được trồng thẳng hàng. Song vì là thử thách mới, và đối với nhiều em, ấy là lần đầu tiên thử trồng cây, nên thỉnh thoảng vẫn thấy đâu đó sự lúng túng của các em nhỏ. Nhưng quan trọng hơn hết là sau trải nghiệm, các em biết trân trọng hơn những sản phẩm được tạo ra từ sự lao động vinh quang, biết quý hơn những khoảnh khắc cùng đồng đội đoàn kết để vượt qua khó khăn, mang chiến thắng về cho lớp mình. Làm nông dân ở đây, con cảm thấy rất vui và học được nhiều bổ ích, được gặp gỡ các bác nông dân. Nếu có cơ hội được quay lại, chắc chắn con sẽ quay lại. Con cũng thấy vui, bởi vì hồi trước đến giờ, bây giờ lần đầu tiên con được tới cái nông trại to với lại là được trồng cây như thế này. Có thể nói là các em đã rất là vui, không khí mà chúng ta đang nhìn thấy đây thực sự là rất là hữu ích. Các em không chỉ được rèn kỹ năng sống, các em được hứng khởi và tham gia vào cái hoạt động rất là tốt. Chị nghĩ rằng đây là một cái hoạt động mà nhà trường sẽ nhân rộng trong cái thời gian sắp tới, và thật sự là các em rất vui. Đối với các thầy cô, việc tổ chức những hoạt động vui chơi dã ngoại như thế này cho các em là vô cùng cần thiết. Chương trình dành cho học sinh ngày hôm nay thì cũng phát triển từ trên cái chương trình về nguồn, xuất phát từ những cái nhu cầu của cộng đồng. Công ty chúng tôi đã triển khai 4 năm nay rồi. Tuy nhiên thì cái chương trình tổ chức cho học sinh thì có sự thay đổi, đổi mới hàng năm. Như mọi năm thì những cái tour học sinh của chúng tôi chủ yếu là đưa các em đi tham quan, tổ chức các chương trình dã ngoại vui chơi là chính. Năm nay thì công ty du lịch Phước Hoa Đà Lạt xét thấy cái nhu cầu thực tế của học sinh là cần trải nghiệm, làm sao để những cái chuyến tham quan thực tế như này nó đi vào thực tế, nó các em học sinh có thể ứng dụng được trong các cái bài học của mình. Cho nên công ty quyết định là đột phá, làm những cái chương trình thực tế để cho học sinh trải nghiệm được làm nông dân. Giáo dục hiện đại không chỉ khép kín ở không gian trường học, các em cần trang bị nhiều hơn những kiến thức ngoài xã hội. Chính những hoạt động ngoài trời như thế này lại mang đến rất nhiều trải nghiệm mới cho các em học sinh, khiến các em có thể tiếp nhận sự việc ở nhiều góc độ, mở mang kiến thức thực tế. Thưa quý vị và các bạn, hành trình bổ ích và đầy ắp tiếng cười vừa rồi của cô và trò trường tiểu học Nguyễn Trãi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ này tuần sau để cùng cập nhật những thông tin hấp dẫn về du lịch tại thành phố Đà Lạt.